Chuyện tình yêu đến từ cặp vợ chồng đầu tiên tham gia chương trình Vợ Chồng Son số này. Mời quý vị dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng số 1. Ôi ơi, hai vợ chồng mạnh mẽ quá, cá tính quá luôn. Trời đó, nghe nè, em trai, em đeo con vậy rồi đi đi tới đi lui rồi cái tay nó có nặng không vậy? Hơi anh. Ăn uống răng... nó có ảnh hưởng không? Nhai nó có bị lâu lâu nó có bị cấn vô cái răng của mình không? Dạ cũng em quen rồi, chỉ có điều là ăn gà mà xé thịt ra thì nó hơi khó hơn. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, nhưng mọi người thường gọi nickname của em là Triệu Bo. Dạ, năm nay em 32 tuổi. Em buôn bán kinh doanh về phụ kiện thời trang, với lại xỏ khuyên, bơ sinh á. Bây giờ là giới trẻ làm nhiều á. Dạ. Cái lỗ tai em như là xỏ hết luôn phải không? Dạ chưa, vẫn còn. Thường người ta là triệu view, triệu like, nói anh đây là triệu bo. Dạ, thật là tên bo là tên mẹ của em. Hồi nhỏ thì thường thường người ta hay gọi em là bo con á, là con của mẹ, nên giờ lớn là vẫn là tên bo luôn. À, nhưng mà tại sao lại bỏ chữ triệu vô? Dạ, họ của ông ngoại em. Có ý. Tức là Triệu là của ông ngoại, còn Bo là của mẹ. Cho nên Triệu là nickname Bo. Là Triệu Bo chứ không phải là Bo thằng Triệu. Rồi bây giờ mời Triệu chồng. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Thì em tên là Phương Gốc. Và tên thiệt của em là Nguyễn Thành Phương. Em 32 tuổi. Thì em đang làm xăm nghệ thuật cùng với lại bà xã em. Ôi ôi chị ơi, nghe cái nickname là Phương Rock như vậy là chắc chắn đây đã từng tham gia trong một cái chương trình nhạc rock hoặc trong một nhóm nhạc rock gì đúng không? Đầu rock đi em. Dạ em thì tên em Phương Rock thôi chứ em chơi bolero anh ơi. Bây giờ người ta làm tattoo, phong cách của người ta như vậy. Nhìn nó đúng rock, không? Sao thì... nó bolero quá vậy? Ừ thì kệ chứ trời. Hát thử câu đi. Dạ. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý. Tiếng yêu đương sao không thành câu. Dạ. Cái đó là phải bolero không? Dạ. Cái đó nhạc hoa mà. Rồi sao hai đứa gặp được nhau? Chắc đi xăm, gặp nhau quá đúng không? Dạ, vợ chồng em mà quen nhau lâu rồi, từ còn thời đi học á. À vậy đó. Dạ. Hả? Dạ, lúc đó là chưa có một cái gì trên người. Dạ chưa có gì hết. Tượng đầu tiên của các em gặp nhau là cái gì? Cái ấn tượng đầu tiên là lúc mà đi học về, bạn em chở em trước cổng trường á, đang chờ mang bạn về chung. Thì tự nhiên sau lưng em vỗ cái bóp, cái ai trời. Cái vừa quay qua một cái là thấy bả. Cái bả làm ý là bà, sao vậy? Lộn người. Bả nhìn em bả tưởng đâu là bạn bả. Giả lộn người đó. Giả lộn người. Lúc đó bả đem đi với bồ bả nữa. Rồi xong rồi em mới đi. Trời, trò nhỏ nào cũng dễ thương của người ta. Thì sau mấy ngày đó là em bắt đầu mới để ý bả. Mà bả lúc đó bả cũng đặc biệt lắm anh. Khi mà đi học á là lúc nào cũng đeo cái lắc chân mà len can vậy đó. Đó, khi mà em vô là cái lớp em là ngồi gần ngay phòng giám thị. Còn vợ em là lúc đó là đi học luôn luôn đi trễ. Mỗi lần mà bả vô là cái trường im re nghe, len can rồi xong nhìn ra cửa là biết bả vô. Thương hiệu mà. Dạ. Nhưng mà sao đi trễ quá vậy? Do làm điệu quá đúng không? Dạ đúng rồi, do hơi điệu. Trường học mặc áo dài không mà từ thứ hai cho tới thứ bảy luôn. Mỗi ngày một bộ, mỗi ngày một kiểu tóc, mỗi ngày một đôi dài. Quá điệu, là ở nhà là lúc ấy mẹ sửa soạn cho hay tự em? Dạ tự. Điệu mà ngọt ngọt mà dẻo lắm. Nhưng mà đến lúc nào thì em mới biết chồng em để dạ, bạn mình. Em, bạn em xin số thì em mới biết. Đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là thích nhau? Cũng dài lắm mới thích nhau, mấy tháng lận. Ngày xưa thì đâu có số điện thoại di động đâu. Ngày xưa xin hồi bàn. Phương xin bạn em mà em không có cho. Rồi xin phải hai người luôn á. Rồi không biết sao tiện hôm đó vui bụng gì á. Cái cho số điện thoại mà cho số hồi bàn. Rồi Phương gọi lên tổng đài. Phương dò kiếm địa chỉ nhà. Sau này mới mua di động rồi mới điện ra mới nhắn tin làm quen cái kiểu rồi. Nhưng mà lúc đó là cô này là của có người chở đi. Dạ lúc đó là em cũng chỉ muốn làm bạn nói chuyện tâm sự nói chuyện chơi thôi anh. Sau đó là cái bạn đó với lại vợ em thì mới có mâu thuẫn hay gì á thì mới không quen nữa, không chở đi học nữa. Thì lúc đó em mới bay vô an ủi cái kiểu rồi. Đến khi nào thì em mới có cảm tình với Phương? Hình như là em nhớ là hình như cũng phải 3-4 tháng sau á, lúc đó vẫn học 11. Phương, rồi khi nào thì em mới tới nhà của Bo? Cái đó chắc là cái bữa mà đám cưới của anh vợ em. Ở nhà mới sửa sang nhà cửa lại cho chuẩn bị đám cưới thì lúc đó em mới qua em phụ sơn cửa, sơn nhà đồ. Mà lúc đó là hai đứa đã chính thức yêu nhau rồi đó phải không? Dạ, yêu nhau được 5 năm luôn.
Có nghĩa là 5 năm sau em mới tới nhà. Anh chỉ đứng xa nhà thôi mà gần, gần 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 lại chút. Cái gần cái đứng trước cửa nhà vậy thôi chứ chưa vô nhà. Chưa bao giờ vô nhà hết. Khi mà làm mệt quá rồi đó. Đang làm cái mệt mệt cái em cũng quên quên cái cởi áo qua cái ông già vợ vô ông già vô ông thấy mới. Trời, mày xăm nhiều quá mày. Vợ em thì đó giờ giấu đâu có biết đâu. Xong rồi bắt đầu là lúc đó là quýnh quán rồi đó. Mà ông cũng nói mấy câu nó thì nó nhìn nó đàng hoàng vậy, nhưng mà xăm thấy nhìn thấy ghê quá. Thì ơi cái gì mà bận áo rồi vô cái đừng có để nó cầm tay đánh giá và lúc đó còn khó khăn vậy. Đúng rồi. Thì lúc đó thì em nói như thế nào với gia đình? Dạ thì nói là tại vì là chỉ là sở thích thôi chứ thật sự không có quậy phá gì hết. Ông này ông mê xăm từ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Thì ngoài cái mê xăm ra đó thường á những cái tay mà thích xăm á là thích có thêm những sở thích khác ví dụ như xe cộ nè. À thích mô tô không? Xăm thì là phải đi xe xe độ đó. Xe mà ngầu á. Anh ấy có mê xe độ không? Dạ có, thích đi độ xe, ngày xưa đi xe quay Bô Đam nẹt nịnh đầy đường vậy á. Hồi nhỏ lúc mà em tuổi cũng 13-14 tuổi. Xong cái lúc đó là ở nhà mới đòi ba em mà mua chiếc xe về. Đó, mua chiếc xe về xong có bắt đầu đi chơi cái kiểu. Rồi ổng mới giúp nhà cũng khó khăn, cho nên ổng cũng bấm bụng mua cho em chiếc quay về. Mua về là em vừa mua về là em quậy banh tô lông nó liền. Tháo ra sơn màu khác rồi bắt đầu độ lên hồi xưa cam xăng nồi vinh lớn gì đó. Bô Đam vậy đó, cho em độ lên chạy. Thời gian đó sau này cái quen bả cũng lấy xe đó chở mới đi chơi. Mà xưa mà mấy chiếc xe chạy vậy là gọi là ngầu rồi. Chạy cái mặt là ngầu rồi. Cái bữa đó đi nhìn đi sinh nhật bạn em. Cái cũng có hơi men cũng xỉn xỉn. Cái đang chạy về có hai thằng kia đi với xe khác tấp vô đầu xe em nẹt nẹt vô em. Trời mày nẹt tao hả? Chạy. Rồi hai người mới chạy đua luôn. Đua thì qua tới ngay cầu Nhị Thiên Đường. Thì vừa qua dốc cầu đó thì thường thường em chạy quán tính em là tới giữa chân cầu là em quẹo vô Phạm Thế Hiển tại nhà vợ em chổng. Thì bữa đó là vừa qua tới chân cầu là em vừa qua đó luôn rồi. Cái em ôm cua luôn. Là lúc đó tốc độ có khoảng 90 á. Em ôm vô luôn mà thắng đâu được nữa đâu. Hết thắng được rồi. Rồi em mới vợ em mới bay. Bay từ trên cầu bay xuống cầm cầu luôn. Trời ơi. Là cái xe là hai vợ chồng em là bay ra cái là cái xe văng xuống từ trên cầu xuống cầm cầu. Còn hai vợ chồng em mày văng trên cái nóc nhà người ta. Trời. Mới rớt xuống. Trời ơi rớt trời. Xuống giống như là ông bà Táo giáng trần vậy. Một cái ấm. Trời đất ơi. Rồi xong rồi ngồi vừa cái xe xuống cái ấm cái nữa. Trời nhìn vừa nhìn cái xe nó trời chết rồi. Tiền đâu sửa nữa. Trời ơi, ông có lo cho tấm mạng. Trời ơi. Cái vừa quay qua vợ em cái trời. Nguyên cái kính chiếu hậu cắm thẳng đầu quá luôn. Trời ơi. Cái gì vậy trời. Cái em quơ kìa nè. Vừa quơ qua cái rớt xuống. Hên là dính vô tóc thôi chứ không có gì hết. Trời ơi. Má ơi nó kể mà nghe nhột. Nghe nhột ngạt. Cái xe làm sao? Dạ, còn xài được cái không? Cái xe bán luôn rồi chị. Thấy chưa bán luôn tôi bán đi. Thấy ghê quá. Chắc nó xuống cao lắm. Ủa nhưng mà là có một cái động cơ gì đó mà khiến cho hai đứa cưới nhau không? Dạ tại vì ba Phương bị bệnh. Dạ rồi ba Phương sợ là sau này không có cưới được nên ba kêu Phương cưới. Rồi xong em mới qua em nói bả là thôi là đám cưới nha. Em chưa đồng ý luôn anh. Tự xong rồi dắt ba má qua hỏi ba má em luôn á. Sau đó là em mê cái nghề của chồng luôn. Dạ đúng rồi, em thì không có thích xăm nhiều đâu nhưng mà tại vì do làm nghề á nên xăm từ mới thích chứ thật sự ngày xưa chưa có thích đâu. Ở được mấy năm, 1-2 năm á là chuẩn bị muốn có đỡ năm sau là tính có em bé rồi tại vì tuổi chung tuổi rắn luôn chuẩn bị cái em bé bắt đầu mới nghe em á nó mới về nó anh hai ơi nói gì vậy bộ em có bầu rồi nói trời xong rồi thôi được rồi để thôi hai chồng nó bàn lại là thôi tạm gác cái chuyện con bằng bên để lo cho em mình lấy vợ trước tại vì lúc đó là ba mất rồi thì ở nhà chỉ có má em với lại em thôi giờ dừng lại hết cái dự tính là dừng lại hết tức là mua nhà cho nó ở riêng luôn. Là tại vì sợ nó mất công chị dâu em chồng ở chung nhau gây lộn cái kiểu mình không thích cho nên thôi mua nhà ở riêng luôn đi. Xong rồi bắt đầu mấy năm sau nữa bắt đầu tới năm 2007 là muốn có con thì em mới đi khám bác sĩ đông tây y bác sĩ mới nói là thôi bây giờ là bị tinh trùng nó không có đầu. Cho nên nó rất là khó có con thì bắt đầu mới đi bắt thuốc nam thuốc bắc uống được hết năm 2017 á nó cũng không có luôn xong rồi mới nản thiệt là nản luôn nản quá rồi mới 2018 là nhậu nguyên năm xong rồi lúc đó là vợ em á mới buồn kêu em bỏ nhậu nói em không có bỏ nhậu được xong cái buồn quá giận em bỏ đi Đà Lạt chơi mình còn em cũng giận em bỏ đi luôn em bỏ đi về Nha Trang luôn nhậu đã
nhậu cho đã, xong rồi bắt đầu hai chồng là mới gây lộn quá trời, cái bác vợ mới kêu thôi bây giờ xuống nói chuyện đi, xuống về Đà Lạt nói chuyện. Nói chuyện xong rồi bắt đầu mới thôi giờ quề mình làm quề đi. Rồi xong rồi có gì bỏ qua hết. Lúc đó là vừa đi Đà Lạt về á, là em chứng chưa biết gì hết á. Hai tháng sau á, vợ em mới rủ em qua cái quán cà phê mà lần đầu tiên em với vợ em quen nhau uống á. Nói đi uống nước không? Nói, ừ đi uống nước. Nhưng mà xui đóng cửa. Tối hai đứa mới chạy ra ngoài đó. Xui bữa đó đi trễ quá, nó đóng cửa lại. Cái hồi ngồi trước cửa luôn, ngồi trước cửa quán đó, rồi uống nước, nó có gì vậy? Nó có quà tặng cho ông xã nè. Cái nó quà gì? Cái nó lấy ra cái hộp. Nếu cái hộp cái mở qua cái là mấy cái hình của em với vợ em chụp đó giờ từ lúc mà 2007 quen nhau tới bây giờ. Trời ơi. Lúc mình lật mình đọc nhìn xong cái hình cuối cùng là cái que thử thai. Nó hai dập. Rồi lúc đó là cái niềm hạnh phúc của em là nó xỉu. Dạ nó cực kỳ hạnh phúc luôn. Lúc đó em tự nhìn vô cái em khóc luôn. Em nhìn vô vợ em cái em cũng khóc luôn. Hai đứa ôm nhau khóc quá trời khóc luôn. Ôi mà cái bà này bà cũng răng mương, bà làm cái chuyện mà làm cho người ta bị gọi là bị cái cảm xúc nó vỡ luôn ha. Còn em lúc mà em thử cái que đó, cái lúc đó em sao? Em nhớ là em mua chắc phải 10 que á. Tại em không có tin á, ủa làm sao mà em có bầu được. Em nghĩ vậy á. Em mua từ que bình thường có mười mấy ngàn, em mua tới que 20-30 ngàn, cái mua 200 mấy, hay mua 300 mấy luôn. Cuối cùng vẫn là hai dập. Dạ, vẫn là hai dập. Anh nghe em kể và em nói về cái cảm xúc của em lúc đó, anh cũng xúc động. Bây giờ mình sẽ cho tụi nó vỡ mộng. Đúng rồi. Đó. Vậy thì những cái tật xấu của Phương này nó nhiều không? Nhiều lắm. Tật xấu mà xấu nhất của Phương luôn là nhậu. Nhưng mà nhậu vô về có hành vợ, hành con hay là dạ, thay đổi bản tính không? Ngày xưa thì không ở chung thì không biết, còn sau này ở chung rồi là thôi đừng nói. Nhậu tới không biết chơi chăn gì hết, về nằm lăn giữa nhà ngủ. Trong thời gian đi nhậu là em nhắn tin kêu đi về, là về ok, dắt xe nè. Dắt xe 3 tiếng sau cũng chưa thấy dắt về nữa. Mà em la ổng trong lúc ổng nhậu có khi nào ổng bực ổng lớn tiếng lại. Có anh thì cũng cự qua cự lại miết á. Ở dơ. Em có hai cái shop đồ, một cái shop xăm, một shop bán đồ. Mà vớ của ông quăng từ ngoài cửa quăng cho tới toilet luôn, cũng còn quăng nữa. Lúc mà anh cứ bước vô là chỗ nào cũng có một chiếc vớ, khóc đời luôn. Vớ lẻ đó phải không? Dạ đúng, mà còn chiếc nó không biết đâu nữa. Hồi ngày xưa quen nhau lãng mạn lắm, còn cưới nhau về lãng xẹt á. Thường thường người mà làm nhiều quá vô tâm lắm. Có tặng quà không? Không, nhắc mới tặng. Không phải tiền đâu tặng, em gom hết rồi. Ê Phương, rồi mỗi lần mà mình mua quà mình tặng bả thì bả sẽ hỏi mình một câu là tiền ở đâu đúng không? Dạ. Quỷ đen á, anh tôi có là quỷ đen á. Có hút thuốc không? Trời ơi, hút thuốc thì đừng nói. Nhà em thì học trò em nhiều lắm. Ông hút thuốc ông quăng, em không cho hút nhà. Nên đâm ra ông hút sẽ dục ra trước cửa. Mà ông hút vậy thì học trò em có con trai không mà. Rồi cũng dục theo. Tới chiều tối anh mà gom chắc phải chắc 4 gói có luôn á. Để em chửi em quét xong rồi em vô em chửi từ thầy tới trò luôn. Thầy và học trò cùng hút. Trời ơi, nó hút. Rồi bây giờ tới Phiên Phương đó. Em thấy nó hoàn hảo quá đó, nhưng mà được cái là bây giờ còn nóng tính. Hồi xưa thì hiền lắm, bây giờ càng lúc càng ngày càng nóng tính. Bản chất nó chỉ đại mà. Mà mỗi lần cãi vã với em thì to tiếng hơn em hay là em ác tiếng cổ? Dạ em to tiếng hơn, chứ em thua. Thế nào cãi thắng thế nào? Bình trung bình 10 trận thì em thắng. Em thắng hết luôn, 10 trên 10 luôn hả? Dạ 10 trên 10. Anh hỏi thiệt nghe, có khi nào Phương động tay động chân với em không? Dạ không, chỉ có em thôi. Nói là đàn ông khổ lắm anh ơi. Thấy nó hàm hố thì thôi. Nó giận dưới cơ đúng không? Tại vì trong Phương thì chỉ đi làm thôi, còn em ở nhà quán xuyến hết mà. Phương hay bị chửi lắm. À em chửi Phương mà. Vậy hả? Thế thôi, mà tự biết luôn á. Vậy giờ Phương mong vợ thay đổi cái gì? Em chỉ muốn vợ em là bớt nóng tính lại thôi. Nếu mà vợ em nóng vậy, em nóng lên luôn theo vậy nữa thì hạnh phúc nó, dạ hạnh phúc nó nứt, nó lại nứt hơn nhiều hơn nữa. Thì thường là Phương đi nhậu về đó, anh biết chưa? Đó có nghĩa là nó không nghe nên nó mới lầu bầu hoài. Bây giờ hai đứa tương tác đi. Dạ. Bớt nhậu lại đi, bên đây tự đột nhiên người ta đúng bớt vậy. Nóng à, anh nói em cái lúc mà anh mà có đứa đầu tiên rồi anh mừng vô cùng luôn. Và để có kế hoạch thêm đứa thứ hai, anh đã phải bỏ hết tất cả mọi thứ, không cà phê, không thuốc lá luôn hút rồi, không cà phê, không bia. Hoặc là nói em có một cái điều gì muốn nói với vợ, và vợ có điều gì muốn nói với chồng. Đó. Đây là cái dịp để cho các em
có thể bày tỏ cái tình cảm của mình với người bạn đời của mình. Thế em quay mặt đi đi Pin, để cho các em mới tự nói chuyện với nhau. Nói đi sân khấu các em. Nhân cái dịp có chương trình Vợ Chồng Son á, thì bà xã mong á, ông xã luôn phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đừng có nói nữa mà phải làm. Mà làm là phải có tâm một chút. Làm thôi mà giống như là chỉ giận hờn cái làm lành được vài bữa rồi thôi. Chỉ muốn là dành thời gian nhiều thôi. Vì ông xã lúc nào cũng bạn bè là đầu số 1. Số 2 là chỉ có gia đình lớn của ông xã ơi. Còn mình là một cái gia đình nhỏ. Cái gia đình lớn thì chắc chắn mình phải quan tâm, mình phải lo rồi. Nhưng mà vợ mình với con mình sẽ giống như là cái suốt của cuộc đời. Thì nói chung là mình ông xã sẽ cố gắng, cố gắng để cho tất cả mọi thứ nó đều dung hòa lại nhau hết. Rồi gia đình nhỏ của mình, hai chồng mình với con mình thì mình cũng đã nói hết rồi, mình cũng đã cố gắng, mình đang làm thực hiện theo những cái mà hai chồng mình muốn. Thì em sẽ hứa, sau này em sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, dành nhiều hơn cho bà xã với vậy con mình. Ông xã nói là 14 năm qua chưa bao giờ mà ông xã có được một cái lời cầu hôn dạng là nó là đàng hoàng với bà xã. Cưới nhau cũng là ba bệnh mới cưới, cũng là này kia mới cưới. Nhân dịp này ông xã muốn, nếu mà cho bà xã chọn là một lần nữa, bà xã có đồng ý làm vợ ông xã không? Bỏ qua tất cả làm vợ ông xã nha, cho ông xã thêm một lần nữa cơ hội để chăm sóc bà xã gia đình nha. Bà xã đồng ý. Đeo đi ông xã, đeo cho bà xã đi. Trời đất ơi, nổi bật luôn rồi đó. Thiệt á. Tin không? 2 tuần nữa hoặc 3 tuần nữa thử dính nữa. Dính thằng trai nữa. Cái quan trọng là sau ngày hôm nay tất cả mọi thứ sẽ được dung hòa. Đúng rồi, bạn bè đưa xuống số 3 nha Phương nha. Nếu có tin vui gì nhớ báo cho chị Vân và anh Thuận biết nữa nghe. Hai đứa nha. Em mời luôn, mời lúc này tháng luôn. Rồi, xin chào. Khi mà em thấy cái nhan sắc của bạn chồng lúc thời điểm đó là em có bị sao xuyến không? Dạ không. Đàn ông mà yêu bằng mắt trước mà chắc chắn là phải sao xuyến rồi. Đương nhiên mình phải có cảm xúc. Thì ở nhà thì anh cũng sẽ kiểu hay nóng tính. Có kiểm điện thoại không? Dạ có. Kiểm tra Facebook không? Có xóa kết bạn của các cô gái lạ không? Có. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe cũng như là theo dõi một cái câu chuyện hạnh phúc đến với cặp vợ chồng thứ hai này. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Trời ơi, đúng là năm thanh nữ tú ha. Yeah. Em nói thiệt với chị Vân nha, hôm nay là em gặp lại một người đã từng là thí sinh của em. Hồi trước là em làm giám khảo trong một cái chương trình tuổi teen. Cô ấy còn rất teen và đó chính là cô dâu. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Nếu như anh Thuận nói thì trước đó em cũng đã gặp và biết anh là cũng phải 8 năm rồi. Đó, em giới thiệu về mình luôn đi. Em là Minh Trang, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh về thời trang. Em có một cửa hàng váy cưới và một cửa hàng về thời trang nữ. Như vậy là năm 19 tuổi là em gặp anh Quốc Thuận đúng không? Dạ đúng là rồi. Để tuyển vô diễn viên hả? Diễn viên. Mời em. Dạ em chào anh Thuận với chị. Em là Hoàng Duy. Hiện tại em đang công tác tại đường bay 919 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Em năm nay 33 tuổi. Dạ. Phi công đó chị. Vậy là Duy trẻ quá ha. Thế là Duy lái. Dạ em ở trong ngành đến nay cũng gần 10 năm. Em hiện tại đang là cơ trưởng của máy bay 321 của Vietnam Airlines. Wow. Yeah. À, với lại em cũng xin giới thiệu thêm một chút, cặp đôi này cũng rất là hot trên mạng xã hội. Cô hot girl và anh chàng phi công, đúng trai, tài năng. Chắc có lẽ là cái mối lương duyên của các em lần đầu tiên đó là hai em gặp nhau, theo anh đoán nha, là gặp nhau ở tại sân bay hoặc là gặp nhau trên một cái chuyến
bài. Ví dụ như là đang đi rớt cái món đồ, cái đầu cái tự nhiên cái quay lại thì có một chàng slow motion đấy, slow motion này tới vừa quay vừa khom xuống cái chàng trai này đã lụm lên và đưa lên vô. Xong rồi nhìn nè, nhìn nè, nhìn chạm tay, chạm tay, xét đánh phăng. Vì mình nghề nghiệp á. Chị em mình drama quá. Đúng dạ. Nói chung là cũng như một câu chuyện xét đánh. Ngày hôm đó là em book vé đi Đà Nẵng. Thì lúc đó em đang ngồi trong terminal để chờ để được lên máy bay. Thì cái thời điểm đó là em đang tập làm vlog. Mà tính em thì kiểu em rất là ngại cầm camera đi ở ngoài đường, nhiều người nhìn mình á. Ngày hôm đó em kiếm một cái chỗ mà ít người qua lại để em ngồi. Trong lúc em đợi thì em cũng quay, em tự nói này kia. Thì anh này sao anh đi ngang qua, anh có cái lối đi của phi công, anh không đi, anh đi cái lối ở ngoài. Thì em cũng biết lý do sao. Thì anh nhìn thấy em. Trước đó thì là tụi em hình như là có friend Facebook với nhau 3-4 năm trước gì đó, nhưng mà không có tương tác. Nhưng mà chắc là anh vẫn nhớ em trên Facebook. Thì anh thấy, thì cái lúc đó em cũng vẫn đi lên chuyến bay. Xong rồi em cũng đáp Đà Nẵng. Em thường hay quay story trên Instagram á. Thì anh này ảnh rạp cái story đó của em. Kiểu là hình như em mới bay chuyến bay của anh. Thì mình thấy người lạ nhắn thì mình cũng xin, chưa trả lời. Anh nhắn tiếp là em mặc áo đó, giày đó rồi đen đi cầm cái đó như vậy đúng không? Cái em kêu là à vậy là chắc là thấy mình thiệt. Vậy là lúc mà Duy không đi lối đi của phi công á, mà Duy đi lối đi ở ngoài là lý do tại sao? Cái đó cũng là một sự vô tình thôi, là vô em tình. Đi ngang qua. Trang ngồi ở một cái chỗ mà cũng không có người khác ngồi, nên thành ra khi em nhìn thấy thì em cũng để ý. Và em cũng có trí nhớ khá tốt nên là em mới nhớ được những cái chi tiết như vậy. Trước cô Covid thì không đeo khẩu trang thì mới nhận ra, chứ còn bây giờ mà đeo khẩu trang thì chắc là không ở đây rồi. Sau khi mà xem cái story đó, comment qua lại thì chắc chắn là bạn đã có ý coi như là tấn công cô gái này rồi đúng không? Dạ thì cảm tình ban đầu thì chỉ là qua cái vẻ bề ngoài thôi, chứ mình chưa biết thực sự là như thế nào. Mình cũng thanh niên độc thân thì cũng chẳng có lý do tại sao mình lại không thử. Đó là em độc thân. Chắc chắn là Trang cũng sẽ qua Facebook cá nhân của ảnh để mà Trang xem, để mà theo dõi coi các chàng trai này là đang trong tình trạng nào. Có đúng vậy không? Thời điểm đó là em đang độc thân và em cũng không có nhu cầu muốn có bạn trai hay gì hết. Tức là em chỉ đang tập trung làm việc. Và thời điểm đó khi mà em book vé em đi Đà Nẵng là do em bị hơi stress về công việc nhiều quá, nên là em muốn đi để thư giãn đầu óc một tuần. Thì cái thời điểm đó thì ảnh nhắn tin thì em cũng có qua lại cái Insta em xem là ồ ai. Thì mình thấy là mình cũng nhớ ra là hình như là có friends Facebook. Nhưng mà tụi em không có tương tác gì với nhau trước đó hết. Khi em đọc comment là em phải coi lại cái trang cá nhân đúng không? Dạ. Thì khi mà em thấy cái nhan sắc của bạn chồng lúc thời điểm đó là em có bị xao xuyến không? Dạ không. Em thấy anh này á, thời điểm đó lúc nào cũng hay chụp hình với cháu. Mà là kiểu là dưới comment á, thì em đọc là hay kiểu tự nhận là con mình. Em nghĩ là chắc... mình độc thân mình thấy một người kiểu ẩm lúc nào ẩm con chụp hình với con. Thì em thấy chắc là không có thể mà nào có gia đình rồi. Dạ. Nên là cái thời điểm mà tụi em ảnh nhắn cho em bên Insta thì em cũng không follow, mà hình như để là tài khoản private. Em cũng không có nhìn thấy được cái nội dung bên trong là gì. Em chỉ thấy một cái avatar. Mà avatar để cũng không rõ hình nữa. Mà còn Duy thì sao? Em nhìn cái hình nền của bạn này em có xao xuyến không? Dạ thì giống như em nói ngay từ đầu thì đương nhiên là ngay cái đàn ông mà yêu bằng mắt trước mà chắc chắn là phải xao xuyến rồi. Thì đương nhiên mình phải có cảm xúc thì mình mới dành thời gian ra để mình nhắn tin. Chứ còn em là một người khá là lười nhắn tin. Làm sao để em có thể gặp Trang ngoài đời? Nó có khó khăn không? Nó có vất vả không? Em cũng có công việc của em vào thời điểm đó. Trở lại một vài năm trước thì thời điểm đó phi công về ngành hàng không mình rất là bận. Nhưng đa số là sẽ nhắn tin nói chuyện, hẹn nhau đi ăn, đi ra ngoài gặp. Em nhớ là em từ chối hai lần. Đến lần thứ ba thì em thấy là người ta thật sự là muốn gặp thì phải lì chứ đúng không Duy? Dạ đúng rồi. Lúc đó em đồng ý. Đầu tiên tụi em gặp nhau ngoài đời thì cảm xúc của em về anh Duy sao nè? Thời điểm đó em nghĩ là anh này có gia đình rồi, tại vì sinh năm 88 đối với em là cũng ấy. Lúc đó em đi gặp ảnh với một cái tâm thế gọi là xem như là một người bạn mới, chứ em không có nghĩ là em đi hẹn hò.
Nhưng mà khi mà em gặp á, thì em gặp anh này em thành thật sao thì em thấy à, anh cũng đáp lại những cái mà nó cũng thật. Chứ... Nhưng mà làm sao để mà em có thể biết được rằng là ảnh là trai độc thân, chưa có con cái gì cả? Em có hỏi thẳng dạ, không? Có, nó hỏi có, thẳng thôi, có đây gì đâu. Có hỏi không? Có thể là hỏi mắc mé rồi sao? À không, em hỏi thẳng. Là hỏi thẳng luôn. Có thì mắc mé chỉ cho mệt. Và lúc đó gì sao vậy? Lần đầu gặp Trang thì Trang cũng khá là, cũng rất là đơn giản. Và đúng giờ, như vậy là em thích rồi. Tại vì công việc của em yêu cầu đúng giờ thì em thích đúng giờ. Từ lúc mà chúng ta uống cà phê cho đến lúc mà hai bạn chính thức là yêu nhau thì là bao lâu? Giờ nó thời gian nó khoảng, nếu theo em nhớ thì nó có khoảng 3 tuần. Để... Lâu ạ? À? Lâu quá. Lâu ạ? 3 tuần. Chưa tới 1 tháng nha. Ừ. Mà 3 tuần đó là chắc là ảnh đi bay đâu cũng 2 tuần mấy á. Đúng không? Đúng không chị? Dạ. Đâu? Có tỏ tình gì với em không? À, dạ không. Chồng em á, ảnh là tiếp người rất là thực tế. Sau anh gặp em cũng thực tế với Trang vậy. Sau đó là anh ấy nhắn tin cho em, cho anh cơ hội được tìm hiểu em nha. Thì nếu như mà là em của mấy năm trước đó, kiểu tuổi teen á, thì em không thích ai mà nhắn tin cho em gì đâu, muốn nói gì với nói trước mặt. Thì thời điểm đó em thấy là cũng lớn rồi, cũng nghiêm túc, thì người ta nhắn một cái tin vậy thì coi như là người ta cũng đã có ý với mình. Thì em đồng ý cái tin nhắn đó. Trong cái quá trình mà yêu nhau, em có những cái kỷ niệm nào mà nó sâu đậm nhất với bạn Trang không? Cái này dành cho vợ em đi. Trang đi. Em thì em có một cái ấn tượng, một cái kỷ niệm đó, nó làm cho em cảm thấy là anh này xác định là mình là người yêu nè. Ngày hôm đó là ảnh có một cái chuyến bay đi Hàn. Thì đi Hàn thì thường là ngủ đêm ở bên đó, hôm sau mới về Việt Nam. Thì bình thường là tụi em vẫn sẽ nhắn tin với nhau. Thì cái ngày hôm đó là em có hẹn đi xem phim với bé quản lý ở cửa hàng của em. Em lật đật đang nhắn tin, nhưng mà em chưa trả lời, em là em chưa nói đi đâu. Thì em đi với bé đó, em đi xong coi bộ phim hết 3 tiếng hồi em đi ra. Thì em nhìn thấy điện thoại là: ủa em đâu rồi? Em làm gì vậy? Sao không trả lời anh? Em có bị sao không? Tức là hàng loạt những cái tin nhắn gọi là kiểu lo lắng. Lo lắng. Dạ. Vừa mới mở điện thoại lên thì bạn thân của ảnh gọi cho em, hỏi là: ủa Trang ơi, em bị sao không? Sao Duy á nói với anh là không gọi được cho em, không biết em có bị gì không, kêu anh phải gọi cho em. Ủa em đâu bị gì đâu, tại em đi coi phim. Em không biết là Duy có nhớ hay không, nhưng mà đối với em á, nó là một cái để em ấn tượng là Duy thật sự là nghiêm túc trong cái mối quan hệ này. Nghiêm túc. Lúc đó, lúc đó là Duy suy nghĩ là Trang bị gì? Dạ em thì em chỉ sợ là bạn bị xe cộ hay bị gì đấy thôi. Sau đó thì sao nè? Có gì đặc biệt xảy ra không? Mới đồng ý quen nhau chắc khoảng 10 ngày, 2 tuần gì đó. Đang ngồi ăn, anh hỏi em là có ai quen nhau 1 tháng mà cưới không? Xong em chỉ có, em cười thôi, em nói là nếu như mà có phim á thì em cũng chưa coi phim đó luôn. Xong có một cái anh úp sọt em, anh úp sọt em. Tháng 10 là lần đầu tiên là tụi em gặp nhau. Sau gần 2 tháng thì anh cầu hôn em. 24 tháng 12 là Noel, thì cái ngày đó là anh lại đi bay quốc tế, anh đi bay nước ngoài, thì anh không có ở Việt Nam để đón Noel với em. Lúc đó thì anh nói với em là thôi 23 mình đi ăn đi. Em chỉ nghĩ là đi ăn Noel bình thường thôi. Thì sau khi ăn cái buổi đó xong rồi, cái Duy nói là Duy đi vệ sinh. Xong đi ra em thấy nguyên một bó hoa to. Thì lúc đó em cũng bất ngờ, tại vì anh này anh không có lãng mạn. Lúc đó là lần đầu tiên nhìn thấy Duy cầm hoa, thì em nghĩ là kiểu là món quà bất ngờ cho cái dịp Noel thôi. Nhưng mà đến hồi em ôm bó hoa xong rồi, Duy quay qua bạn kia, Duy kêu lấy cái hộp nhẫn, bắt đầu quỳ xuống, sau em tim rớt ra ngoài luôn. Có nghĩa là mới đó được có khoảng một tháng mấy là dạ, Duy cầu hôn em rồi. Dạ. Rồi sau đó là tụi em bao nhiêu lâu tụi em mới làm đám cưới? Tụi em là khoảng 1 năm sau tụi em mới cưới. Năm sau. Ừ. Nhưng mà sau cái cầu hôn đó rồi tụi em có gọi là sống thử với nhau không, hay là sống thử thì cũng không phải gọi là sống thử, nhưng mà thỉnh thoảng khi mà em đã thông báo với gia đình rồi thì thỉnh thoảng Trang cũng có qua nhà em. Ừ. Nếu mà hôm nào phù hợp thì Trang vẫn có thể ở lại, còn nếu không thì em có thể đưa Trang về, tùy vào cái công việc, cái giờ giấc của em nữa. Rồi thôi bây giờ mình chuyển qua cái phần kia đi. Ở lâu ngày rồi cái xấu nó lòi ra nó nhiều dữ lắm. Thì không biết rằng là Duy có cái tật xấu gì không? Chồng em ngay từ đầu em quen là cái tật này em đã nhìn thấy rồi. Tức là trong công việc của ảnh á, là ảnh điều hành một cái chuyến bay, thì thành ra ảnh rất là nguyên tắc. Lúc nào ảnh cũng phải là cái gì nó cũng phải an toàn, cái gì nó cũng phải được đề cao
thành ra nó ăn vào cái tính cách của ảnh. Thì ở nhà thì ảnh cũng sẽ kiểu hay nóng tính. Là do nóng tính là do yếu tố nghề nghiệp. Dạ, nghĩa là mà thường cái nóng tính đó là nó xảy ra khi nào? Kiểu như đi ô tô, đi ngồi trong xe mà ở ngoài kia người ta đang chở con người ta mà ổng thấy là người ta chở không an toàn hay là người ta cọc. À đây, anh cọc. Không, ví dụ như là em thấy chở bố thì chở mẹ sau cho con ngồi lên một đùi xong ôm như vậy thì em thấy nó rất là nguy hiểm cho đứa bé. Ý, tại vì sao có thể chở như vậy? Chỉ cần nó nhích một cái thôi là sẽ đúng không rồi. Biết chuyện gì xảy ra nên là em ngồi như là cứ càm ràm như vô lại. Dạ đúng rồi, thì cái tâm lý mà ngồi mà ông kia không nghe. Đúng rồi. Ông kia không có nghe mà bà này nghe hết. Dạ. Chị thì em thích nghe nói nhỏ nhẹ, còn anh thì anh hơi lớn tiếng phải không? Rồi gì? Trang có thật xấu gì không? Hai chút chưa cưới em cũng có nói rồi. Mà cưới về cũng vậy. Tại vì lịch bay của em á, nó đâu phải giống như người ta là cứ 8 giờ sáng, 5 giờ chiều về, ngày nào cũng vậy, không có. Mỗi ngày nó sẽ khác nhau. Hôm nay về anh, của chồng với mai chồng bay đâu vậy? Ừ, tối mai đi Nhật. Trừ những trường hợp đặc biệt, 99% trong cuộc đời em đi Nhật nó là 12 giờ đêm, bay đi. Thì nói tối mai đi Nhật rồi, ok. Xong rồi khoảng mấy tiếng sau hoặc làm gì đó về, ủa mai mấy giờ chồng đi bay vậy? Hỏi lại. Xong rồi sau là, một tối chồng đi Nhật, tôi đi Hàn vậy? Tức là thật ra thì em hiểu là cũng muốn quan tâm, nhưng mà em nhiều khi em cũng bực, em yêu đi bay. Thì đó lúc đó là em nóng tính, là cọc đi bay, bay đâu cũng vậy hết á, không hỏi thì thôi, không sao hết. Không thể nhớ được thì giống thôi đừng hỏi. Đúng rồi, nếu không nhớ được thì đừng hỏi. Nhưng mà hỏi có câu hoài, hỏi bộ bộ. Có đi bay về cái hỏi đâu bay về, thì đi bay về chứ đi đâu. Tại người ta ghen á em. Có ghen không? Dạ, ghen thì phụ nữ nào không ghen anh. Cái mức độ ghen như thế nào? Ở thời Covid nè, em hỏi đi vùng xanh, vùng đỏ hay là đó. Vùng cam? Cấp độ mấy? Vợ em mà chắc nằm ở giữa đó. Vùng cam, có gì cũng được. Chừng nào vùng đỏ em mới sợ. Ghen nhưng mà có kiểm soát những cái gì nó thuộc về riêng tư của em không? Điện thoại đồ này kia của em. Đó, điện thoại em để đó, password này kia biết hết mà không vấn đề gì. Chắc có lẽ là có chồng phi công cho nên cái chuyện ghen là chồng phi công mà lại đẹp trai. Đúng. Bữa nay em nói cho anh nghe đi là em có ghen đó. Dạ có. Ừ, có kiểm điện thoại không? Dạ có. Kiểm tra Facebook không? Có xóa kết bạn của các cô gái lạ không? Có. Vậy là đỏ hay cam? Chà, nó giữa cam và mém đỏ. Này chị nghĩ cam đậm á. Như vậy là ghen nè, hay quên nè, còn gì nữa không nè? Nếu để đánh giá thì em nghĩ và em thuộc vào tiếp người gọi nghề xã hội, có công việc business riêng, nên đôi lúc là cũng phải đi ra ngoài gặp gỡ đối các đối tác rồi bạn bè rồi mối quan hệ riêng. Tại vì cái đó em nghĩ là với em thì em không thành vấn đề đâu, nhưng mà đôi lúc thì có con nhỏ nên thành ra là em muốn là vợ em ở nhà nhiều hơn thôi để cho con có thêm thời gian với con. Là đó là mong muốn thay đổi. Thay đổi đó phải không? Nó là vợ ở nhà nhiều hơn. Vậy giờ em mong Duy thay đổi gì? Chồng em ảnh chu toàn hơn em nhiều thứ lắm. Thì chỉ có mỗi cái sự nóng tính của ảnh. Đôi khi, nhiều khi ở ngoài em đang đi làm và em rất là mệt, nhưng mà về nhà em vẫn muốn giữ cái không khí gia đình của mình nó vui vẻ. Mình không muốn đem cái sự mệt ở ngoài về nhà. Có những cái mà kiểu ảnh cũng không vui, bớt cái sự nóng nảy lại thì gia đình mình nó sẽ vui hơn. Thật ra em biết không, tâm lý của cả hai người giống nhau. Là khi mình về nhà, mình sống thật, mình về đúng cái nơi tổ ấm của mình mới dám xả, mình mới dám mình là con người thật của mình. Nhưng mà ngược lại cái người phụ nữ á, bao nhiêu thứ dồn nén ở ngoài xã hội rồi, nhưng khi về nhà giống như vợ em chia sẻ, bạn vẫn tiếp tục phải dồn nén để chi bạn tạo một cái không khí đầm ấm ngọt ngào trong cái tổ ấm của mình. Cho nên đôi khi mà không có sự cộng hưởng giữa hai người á, thì bạn dễ bị tủi thân. Chạnh lòng dữ lắm, nhiều khi khóc thầm nữa. Thì thành ra là chị nghĩ rằng á, khi em về em bực á, em cứ nói với vợ, hôm nay anh bực quá trong cái chuyến bay ABCD vậy đó, em đừng có để ý nha, anh làm gì kệ anh. Nhưng mà đó không phải là cái bực trong gia đình. Thì chị chỉ nghĩ tụi em chỉ cần trao đổi chuyện đó thôi. Rồi xin cảm ơn Trang với Duy đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ vâng. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Ê, ngồi bên đây. Đây, trời ơi, một cô bé trẻ trung, hiền hậu đúng không? Rồi, xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào Quốc Thuận. Chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Chị đi, chào anh chị đi. Anh chị đi, cho nó trẻ. Anh chị đi, cho nó tin nha. Đấy, dạ. Anh chị đi.
trở lại. Rồi bây giờ sao, có hội họp gì không? Rồi. Chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, mời em thôi, cứ thoải mái. Rồi. Sao nào, em tên gì? Dạ, tên Mai Văn Trung. Ừ. Quán em ở Bình Định. Ừ. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Dạ. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Yeah. Ở Trung. Bình Định. Dạ. Trung Bình Định. Mới vô luôn. Mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Dạ, chồng yeah. Wow. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi ăn hơi xíu không? Đi xíu hả? Dạ. À. Dạ. Rồi mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Quy. Hôm nay em 21 tuổi. Quê Bình Định luôn ạ. À. Kim Huy hả? Dạ. Mới có 21 tuổi thôi á hả? Dạ. Ôi, trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sổ rồi. Dạ. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Dạ. Đoán nữa, đây đánh tài xế. Tài xế chắc là đi là... đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc rồi giờ gặp một cô bé giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Dính đâu. Bởi vì em thật, là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được nắm mắt. Chị phải dẫn ra là Mai. Yeah. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Yeah. Em ơi em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp thật đẹp của mình được không ạ? Đó rồi. Yeah. Câu chuyện là Mai sao nè? Chị ở nhà với kêu em lấy vợ ơi. Chưa muốn. Không cố gắng chị này, thôi chị đi ra rồi đó. Phía vợ để dẫn vô nhà con gái được vậy đó hả? Có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Đúng không? Được. Chứ sao được. Quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Có rụt rè không nói chuyện hay là nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Bực mình luôn. Đi lên đi xuống, đi lên đi. Mà lên xuống làm gì? Hả Quy? Lên xuống làm gì? Tại em cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em gặp dạ, em thấy sao? Dạ gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Ừ. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À thấy cái mông to à? Nhìn dạ. Một cái vòng ba rất là khủng đúng không? Đó. Dạ rất là thích cái mông to. À vậy đó hả? Là dạ, cái gu của em là như vậy. À. Dạ khoái. Ờ, khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt vậy ấn tượng là cái bờ mông với tấm lưng là. Đó tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng dạ. Lên cho anh coi không? Xây dạ. Vòng cho anh coi. Xây ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay dạ. Ra đây coi, quay ra, quay qua đấy, quay lại. Giờ teo rồi. Giờ teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, trăm bảy tháng trăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy à. Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Ờ, mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Mình nên làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó về ra đêm show ra tiếp lên ra tiếp nữa dạ. Ủa là sao là sao? Dạ. Em nói chậm chậm thôi tức là đêm show ra tiếp đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại trở vô lại tiếp nữa rồi sau đó là ngày nào cũng vô không dạ, ngày nào cũng dạ, qua luôn ngày nào cũng qua luôn nhưng mà dạ. Sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không là sẵn vô nói chuyện với mình luôn đu đi Uber xin ba mẹ đu Uber à cái gì là uống cà phê uống cà phê đi uống cà phê dạ tôi qua nhà là rủ uống cà phê là uống cà phê uống cà phê rồi là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là dạ. Là cách đó cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày một ngày hả? Một ngày là bữa sau hai ngày hôm sau là đi cà phê luôn cà phê. À. Là với ông anh à rồi vô có lúc nào hai đứa đi riêng á đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi hai tụi bay đi là cũng ngày hôm đó luôn ngày hôm dạ. Sau đó luôn ngày hôm đó luôn qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn à. Dạ. Hiểu không nhưng mà đi làm ông anh bảo kê ghê okay. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa hai đứa dạ, hai đứa dạ, hai đứa vô quán cà phê dạ. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không dạ cũng hay sao thấy mũi cao đẹp trai đúng không cười, đẹp như nụ cười rất là ấm áp nhưng mà vô thì nói gì ừ đúng rồi hôm đó anh vô cà phê anh có dê em không
Dạ không, anh không từ từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống, không có giống ông trước. Ờ, không nắm tay nắm chân luôn. Ừ. Dạ có nắm tay. Nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Ờ cho tới ngày cưới luôn. Dạ. Mà khi về là đùi ra đùi. Ở trẻ ăn về là đùi. Đi ra giữa đường á. À là nghĩa là sao cái bữa đó đâu, sao cái bữa gặp đấy luôn. Là cả đùi luôn. Dạ. Tức là đi đặt bên chi mấy ngày sau là đi chơi quen rồi là ảnh ngồi trước anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đùi á. Ở phía sau cái gì đúng không? Dạ. Lái xe xong rồi là chạy tay đó, chạy tay đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không nhột mà thích nha. Nhưng mà là để luôn đúng không? Chạy tới nhà đúng không? Dạ. Để luôn, đi lái rồi đi cầm tay. Cứ ra đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà. Chỉ là gần tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Là ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Dạ. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần là tháng đã đánh hôm rồi. Dạ. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi. Đúng không? Khoái quen. Dạ. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Là đeo trước đúng không? Hai bên gia đình thì sao? Đấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Đây là giới bà chị giới thiệu mà. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ cáp cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì. Chứ bây giờ nhắn tin nói là dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, như là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp mặt thực tế vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại có rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ anh cua con bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Trăm mấy thôi à? Gì bèo vậy? Chắc là xài đi ra mà giờ cho xong rồi tối gì đó là điện là ngày nào vậy? Có Zalo mình mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. À viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết không? Chậm là chồng không biết nhiều. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thật ra bây giờ người ta gặp không ai cái vô chat đó bấm vô cái nói được rồi cái nói. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có được. Đúng không? Mới vô mới ngủ luôn. Vậy đó. Mới chừng nào mà ngủ không? Xong ngủ luôn. Là con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dễ buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu không? Gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái ngủ. Dạ. Đấy, hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo và ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau. Bé nói là gì không? Cứ gọi 3 phút là ngủ liền luôn. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Làm như là quen hơi đó. Quen giọng. Đó, nghe cái giọng. Là giờ phải điện à, chứ điện không được. Chồng giờ lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn. Ừ. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì hả? Giận. Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi, tao đéo nghe. Cưng quá, thật là dễ sợ. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là em xử luôn. Tao không cần. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chết cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em nhớ là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Và khi mà vợ chủ động gọi lại thì thấy làm sao? Sướng luôn. Thấy không? Được, bữa này gọi tê á, bữa nay gọi lại tê á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi, tôi đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới.
cưới, sau cưới rồi mới đăng ký hôn. Tức là sau khi cưới, dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như vậy tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới rồi khoảng 8 tháng. Dạ. Ồ, đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau, đúng không? Rồi. Tìm hiểu. À hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Ờ cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn tới tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Rồi đám cưới lời không? Dạ cũng vừa đủ tranh cãi. Tranh cãi thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Mà đêm sau. Và đêm sau. Nhưng mà sao chung? Dạ. Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu em tiên là đầu tiên mà. Luôn. Yeah. Bé vợ anh nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Dạ. Vậy hả? Không có vui quá rồi nghỉ không luôn. Rồi bây giờ là coi như ở với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Yeah. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chồng nói trước. Sao? Bé vợ giữ không? Dạ. Yeah. Bé vợ có giữ không? Nóng tính. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Nó bờ bụng. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trợn mắt lên. Gương. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Rồi. Sợ nó lái lại đi cho chút mình dìa lại. Đi ra ngoài chút rồi mình dìa. Nóng tính rồi. Chứ mình đầu đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa phải không? Dạ. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Làm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Rồi em ra em cắt. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. Đại trí. Hay quên. Dạ. Quên luôn. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đơn vợ nó nói. Cho vợ nó nói. Em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại là 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi này, TikTok này nọ vậy ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm tiếng kia bắt thoại là làm, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy á hả? Không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa, nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Cũng được. Rồi giờ tới em đó. Ảnh tật xấu gì? Tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà. Dạ không được, tại vì uống cà phê nhiều quá là không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Anh là tốt nha, thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á, là một ngày uống cà phê không đường. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều được. Em uống cà phê sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có. Đó thì không, để chỉ cho để chị chỉ tin chị đi. Có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Rồi nha, rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó anh cũng quét lát chỗ quét mà đánh tập hay gươm lắm.
cũng biết là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi, đừng liếc người ta. Hiểu không, con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Bỏ cái lườm thôi, còn gì nữa? À, tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm, nói nhiều, với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó, anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nói. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á, nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh quýnh luôn à. Rồi có quýnh em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh rồi, mời đi chơi. Thôi chào. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại mở đi chơi luôn. Chơi. Bỏ rồi tới bao mà lâu. Mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Có. Cũng nhiều là nhiều lắm ấy ạ. Tăng này. Tăng này. Có dạng quýnh lại không? Sao quýnh được? Giờ đâu quýnh được đúng không? Được giờ quýnh. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều mà lúc ghen mà như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì anh nói chuyện với ai à? Thằng nào à? Gươm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có. Ghen mà chối. Dạ. Đúng không? Rồi ghen không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á thì anh nói thằng nào à? Thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi, ủa, ghen hả? Anh cứ chở qua chuyện. Dạ. Rồi, còn thật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu phải tật xấu tốt, đâu. Đường ruột tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng ra ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, liên thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh rê một cái. Em vỗ một cái nữa là anh rê một cái tiếp. À, tại em đó. Em khoái đó. Lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Nó. Ông mà tiêu hóa tốt hàng chi nó ốm. Thiệt mà nó phải cả. Xả ra mới ốm được. Rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn một chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm à. Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải dối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt bên kia là đứa nhỏ, rồi bên này là ông chồng, là hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt chơi game. Lo việc nhà. Bất kỳ game lo việc nhà. Là kinh tế thì ổn định. Hả? Là kinh tế cho ổn định. Đừng bao game. Chơi game cái không tốt. Nhiều khi mấy ông anh nhà mới chơi game cái. Đúng rồi đấy em. Mắt em mới bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt à. Bị gì? Bị sỏi mắt à. Sỏi tức là mắt hột quá phải không? Dạ. Bị mắt hột quá đúng không? Dạ, nó cứ bị sốn mắt cho nên là mắt hột bị cườm á phải không? Vậy thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Nghe em. Nay đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có bé ạ. Gần 3 tháng. Dạ. 3 tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Không rồi. Đã. Bây giờ này, có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Nhưng bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á, bắt chồng ngồi bắt đầu á, luyện chữ. Đến chi biết không? Mốt á, con mình đẻ ra bắt ổng dạy cho mình đỡ cực. Hiểu không? Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm. Vừa phải cho bú, vừa phải chăm sóc thế này, thế này, kia nọ rồi. Bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt. Dồn, bắt ổng. Hiểu không? Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia nọ. Đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều, nguy hiểm lắm á.
rất nguy hiểm nha em. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt, quanh thổi luôn. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn được không? Dạ được ạ. Rồi nha, chúc hai hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha, và chúc hai mẹ con, mẹ tròn con vuông nghe. Dạ vâng ạ.